Những câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhân duyên, Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này là vào những năm đầu Dân Quốc tổ sư của nhà Phật Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài cực lực đề xướng in sao. Dựa theo đó mà hành trì, số người thu được lợi ích từ đó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nó có lợi ích rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày nay có Pháp Sư Tịnh Không càng hết sức tuyên dương và hướng dẫn. Nó như ngọn đèn sáng soi đúng vào tình hình xã hội hiện nay, dẫn đường cho người học, để người học làm sao hưởng được hạnh phúc an vui trong đời sống. Nội dung phim hoạt hình lấy từ tập Phước Tiêu Tai Chi Đạo, Bổn Cảm Ứng Thiên tiết lục bằng văn bạch thoại. Tích lũy công đức. Các em à, bài tập về già hôm nay là mỗi ngày một việc tốt, tức là mỗi ngày phải làm một việc tốt. Hy vọng mỗi em đều có thể làm được và đem việc tốt của mình đã làm viết vào nhật ký. Thứ hai tuần sau khi đi học, nộp cho tổ trưởng học tập. À thôi, xếp sách vở chuẩn bị về đi, tan học. Tạm biệt mấy bạn nha. Tạm biệt. Bye bye mấy bạn. Ngày mai gặp lại. À, mình về đây. A Đạt, bạn làm gì vậy? À, mình đang nghĩ bài tập mỗi ngày một việc tốt phải viết như thế nào đây. À, đúng rồi, A Văn, bạn viết xong rồi nhớ đưa cho mình chép nha. À, không được đâu, thầy giáo nói là bài tập của mình phải tự mình làm, không được chép của người khác. Nhưng mà mình không biết viết, làm sao giờ? Thứ hai tuần sau nhất định bị thầy giáo xử phạt đó. A Văn, đòi mình với. Nhật ký bạn viết xong rồi hả? Cho mình mượn đi được không? Được không? Không được đâu. Hẹp hòi quá hả? À, có rồi. A Đạt, tụi mình đi hỏi ông được không? Ừ, hay lắm. Chúng ta đi thôi. A Đạt, đợi mình với. Đợi tụi mình với. Ông ơi! A Đạt, lại đây. Ủa, ba của Tiểu Linh, bác với ông đang làm gì ở đây vậy? Bác và ông đang quấn chổi tre. Quấn chổi tre hả? Để làm gì vậy bác? Chủ nhật tới phải quét dọn rãnh nước ở trong thôn, để tránh khi mưa lớn rãnh nước không thông sẽ gây ngập nước. Như vậy sẽ phiền lắm, các con không biết à? Đúng vậy đó. Các cháu đến tìm Tiểu Linh có phải không? Nó đang ở trong nhà. À, dạ thưa ông, không phải vậy đâu. Ủa, vậy là các cháu cãi nhau rồi phải không? Dạ không có. Tụi con đâu có cãi nhau đâu ông. Vậy là đến tìm ông hả? Dạ đúng rồi. Thưa ông, chúng cháu muốn hỏi ông một chuyện. Vì thầy giáo quy định bài tập về nhà mỗi ngày làm một việc tốt, tức là phải đem việc làm tốt mỗi ngày viết vào trong nhật ký. Nhưng mà A Đạt với A Phúc á, đều không có biết. Đúng vậy thưa ông. Tốt. Cái gọi là thiện, ý nghĩa của nó rất rộng.
vào triều Tống ở vùng Trấn Giang. Có một vị thái thú tên là Cát Phồn. Mỗi ngày ông đều làm vài việc tốt, 40 năm liền không hề gián đoạn. Có người thỉnh giáo ông, Cát Phồn liền nói: tôi chẳng có phương pháp gì đặc biệt cả, chỉ là mỗi ngày làm một vài việc có ích cho người khác mà thôi. Và dùng tay chỉ vào thanh để chân của ghế và nói rằng: nếu như cái thanh để chân này để không ngay thì sẽ làm gãy chân người ta, cho nên tôi đặt nó ngay ngắn. Nếu như có người khát nước thì tôi liền mời họ uống nước. Tuy nhiên đây chỉ là những việc cỏn con, nhưng đều có thể đem lại lợi ích cho người khác. À, đơn giản như vậy cháu cũng làm được. À, đúng vậy, vậy cháu cũng làm được nữa nè. Rất tốt, như vậy là được. Ông Cát Phồn cũng nói: từ người ăn mày cho đến quan tể tướng cũng đều có thể làm được, nhưng mà nhất định phải thường xuyên như vậy, làm được lâu dài mới có thể có được lợi ích đích thực. A Đạt, các cháu chỉ cần hiểu được như vậy thì sau này dù đó chỉ là một việc nhỏ nhặt cũng đều đem lại lợi ích. Cha, hay quá. Như vậy là không lo bị thầy giáo xử phạt nữa rồi. À, đúng vậy, mình cũng không sợ nữa đâu. Thêm tài à? Thêm tài à? Chổi của bác đã quấn xong chưa vậy hả? Bác Phát à, đã xong rồi đây. Nè, A Phúc à, tụi con cũng ở đây hả? À, ba cũng đi quét dọn rảnh nước hả? À đúng vậy, ba cục với ba của Tiểu Linh đang triệu tập mọi người. À, thật không ba? Ba ơi, vậy con muốn đi giúp có được không vậy ba? Được, được. Ê, dạ, cháu cũng muốn đi. À, vậy con cũng đi nữa. Được, được. À, nè, bác Phát, bác có thể giúp được rồi. Bọn trẻ cũng sẽ có một bữa bận rộn đây. Mỗi ngày một việc tốt. Từ tâm với mọi vật. A Đạt, mình là A Phúc nè. A Đạt. A Phúc hả? Có chuyện gì vậy? À, mình nói cho bạn biết, tối hôm qua chú bên tiệm tạp quá đến tìm mình, muốn mình giúp đỡ đó. Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì vậy? À, vì con gái của chú ấy bị bệnh ho gà. Có người nói với chú ấy rằng ăn chân nhái có thể chữa được bệnh ho gà, cho nên chú ấy nói với mình là nếu bắt được 10 con nhái thì có thể đổi được một cây kem đó. Một cây kem luôn hả? A Đạt. Quay kem có thật không vậy? Vậy thì tụi mình đi nhanh lên. Ừ.
Ủa, sao mấy bạn đến tìm mình sớm dữ vậy? Có chuyện gì không? Hay, vậy là khỏe rồi, nhanh lên đi. Nhưng mà chuyện gì? Đi bắt nhái. Cái gì? Đi bắt nhái hả? Mấy bạn nói thiệt không? Ây, nè, có thể đổi được kem đó. Đố cụ mấy bạn đang nói chuyện gì vậy? Thôi đi, đi đi. Vô đi vừa nói cho bạn biết được không? À dặn nè, để mình nói cho bạn nghe nha. Mỗi người chỉ cần bắt được 10 con nhái, đưa cho chú tiệm tạp hóa là có thể đổi được một cây kem đó. Vậy thì tụi mình đi nhanh lên. Quá 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 quá. Ê, mấy bạn nhìn kìa, nhái ra rồi đó. Quá trời luôn. Nhanh lên, tụi mình kêu tiếp đây. Quá 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 quá. À đã, cẩn thận, phía sau có rắn. Ở đâu? Các cháu lại đi chơi ở đâu về vậy? Sao mà cả người ướt bè bét hết đây nè? Nè, đứng lại đi. Dạ, cháu. Chúng cháu ra ngoài ruộng bắt nhái. Kết quả là A Đạt bị rắn nước làm sợ hết hồn, rớt xuống ruộng nước ướt nhẹp luôn. À, các cháu bắt nhái để làm gì vậy? Bác Liên Vũ à, nước ngọt này để ở đâu vậy? À, để ở phòng khách cũng được. À, dạ được. Ông ơi, chính là chú A Thuận đó. Chú ấy nói với A Phúc là con gái của chú bị bệnh, phải ăn chân nhái mới hết bệnh được. Sau đó còn nói A Phúc đi bắt nhái, 10 con nhái có thể đổi được một cây kem, cho nên chúng cháu mới đi bắt nhái đó ông. Kem hả? Em cũng muốn ăn kem nữa. À muội à, đừng ầm ĩ, chúng ta hãy nghe ông nói thế nào đã. Nhưng mà em nhái à? Vào đời Minh có một người tên là Trầm Dạng Tam. Có một hôm ông đi vào trong chợ, đang đi trên đường, ông thấy con người trên tay cầm mấy trăm con ếch, chuẩn bị giết chết những con ếch này. Trầm Dạng Tam không nỡ nhẫn tâm nhìn những con ếch này bị giết, thế là ông bỏ tiền ra mua hết tất cả số ếch này, sau đó mang chúng ra thả xuống ao, để những chú ếch này bơi lội tung tăng tự tại sống trong ao. Vừa rồi nhái ở ngoài ruộng nước, nhảy tới nhảy lui dường như là rất vui sướng á. À đúng rồi, chúng kêu ộp ộp, chơi đùa trong nước rất là thoải mái đó ông. À, rồi có một hôm Trần Dạng Tam đi ngang qua bờ ao, nhìn thấy một bầy ếch đông lúc nhúc dây lại tạo thành một vòng tròn, đứng trên một cái chậu sành kêu ọp 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 như là đang nói. Trần Dạng Tam à, Trần Dạng Tam à, xin ông hãy mang cái chậu sành này về nhà đi. Thế là Trần Dạng Tam bèn mang cái chậu sành này về nhà để dùng làm đồ rửa mặt. Có một buổi sáng nọ, khi Trần Dạng Tam dùng chậu sành để rửa tay, thì chiếc nhẫn trên tay bất thình lình rơi vào chậu sành. Nhưng ông không hề biết, mãi cho đến hôm sau ông mới phát hiện chiếc nhẫn đã bị mất. Trong lòng ông suy nghĩ, chà, không biết chiếc nhẫn có rớt trong chậu sành hay không ta. Hay là đến xem thử xem.
Khi trầm dạng tâm đến bên chậu sành thì trời ơi, thấy trong chậu sành đầy ắp toàn là nhẫn. Ông vô cùng kinh ngạc. Thế là ông liền bỏ vàng bạc châu báu vào trong bồn thử lại xem sao. Kết quả trong chậu sành toàn là vàng và bạc. Hóa ra chiếc chậu sành này chính là chậu tụ báo. Từ đó Trầm Vạn Tam bỗng trở thành người giàu có nhất vùng. Sau đó ông cũng dựa vào lòng nhân từ để đối đãi với tất cả những loài động vật nhỏ khác. Ông ơi, tuy chúng cháu biết phải yêu thương động vật, nhưng mà con gái của chú A Thuần đã bị bệnh, nếu không được ăn chân nhái thì phải làm sao đây? Bác Liên Vũ à, nước ngọt đã để trong phòng rồi, vậy cháu về đây. A Thuận à, nghe A Phúc nói con gái chú bị bệnh ho gà có phải không? Dạ đúng vậy, cho nên cháu mới nhờ A Phúc đi bắt nhái giúp cháu để về làm thuốc đó. A Thuận à, có bệnh thì phải đi tìm thầy thuốc, như vậy mới là cách làm đúng. Không nên tin theo lời truyền miệng của nhân gian bình thường mà chậm trễ bệnh tình, như vậy không tốt đâu. Chỉ cần có thể không giết hại, lại lấy lòng nhân từ để đối đãi với tất cả chúng sinh, có lẽ sẽ có thiện duyên để có thể tìm được thầy thuốc giỏi. Bác Liên Vũ à, cháu đã sai rồi, sau này cháu sẽ chú ý nhiều hơn, không tùy ý làm tổn hại động vật nhỏ nữa. Cháu sẽ mang con gái mình đi tìm thầy thuốc liền. Tốt, tốt, cháu đi mau đi. Nhái con, nhái con bé bỏng ơi, nhái con ơi, mình sẽ mang bạn về nhà, nhưng mà bạn phải giúp mình biến thành kem nha. Trung Hiếu. Quả đáng thương mất mẹ, cất tiếng kêu bi thương. Ngày đêm chẳng bay xa, rừng xưa quanh quẩn mãi. Đêm khuya thường bật khóc, khiến người nghe chạnh lòng. Tiếng kia như tự trách, ta đạo hiếu chưa tròn. Ai mà chẳng có mẹ, sao mình ta đớn đau. Là ơn mẹ sâu nặng, ta không thể hững hờ. Tích Ngô Khởi xưa kia, ngày mẹ mất không về. Than ôi đồ bạc bẽo, lòng giả thú chẳng bằng. A Đạt, tối hôm qua chẳng phải mọi người nói rằng cùng nhau đi chơi chợ đêm hay sao? Mình và A Phúc đợi bạn hoài mà không thấy bạn đâu, cho nên tụi mình đành phải đi chơi thôi. Đúng vậy, ở chợ đêm có nhiều đồ chơi đẹp lắm. À, ha,
Đúng rồi, em còn được một cái mặt nạ nè. Đây là Anna Văn và Anna Phúc chơi bắn đạn bi ăn được đó. Mình không đi được là đã quá xui xẻo rồi. Đã vậy mấy bà còn khoe nữa chứ. Xin lỗi nha A Đạt, A Phúc và A Muội, chúng ta đừng nói nữa nha. Nếu không á, A Đạt giận cho coi. Anh Đạt à, sao tối qua anh không đi chơi được vậy? Tại sao vậy? Đừng có hỏi anh, anh không muốn nói đâu. Ủa, sao rồi? Lại cãi nhau nữa hả? Lại đây, lại đây. Nói cho ông nghe thử coi, tại sao các cháu cãi nhau? Ông ơi, không có đâu. Chúng cháu đâu có cãi nhau đâu. Tại vì tối hôm qua chúng cháu hẹn đi chơi chợ đêm, nhưng mà đợi hoài không thấy A Đạt tới, cho nên hôm nay chúng cháu mới hỏi A Đạt là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà A Đạt không đi chơi với chúng cháu được thôi. Ủa, A Đạt à, vậy tại sao cháu không giữ lời hẹn vậy? Cũng tại mẹ của cháu hết á. Ba ơi, tối nay con muốn cùng với A Văn và A Phúc đi chơi chợ đêm có được không ba? Đi đi, nhưng đừng đi chơi khuya quá nha con. Không được đi, chơi chợ đêm để đem tiền xài bậy hả? Hơn nữa, thằng Đạt nó nhất định sẽ mê chơi hoài, đến khuya mới về. Mẹ thấy, hay là con ở nhà coi tivi cũng được rồi. Con không ở nhà đâu. Giả lại, con và A Văn, A Phúc đã hẹn với nhau rồi, cho nên con nhất định phải đi thôi. Mẹ nói không được đi là không được đi, con có nghe không? Thôi mà em, để nó đi đi. Trẻ con thỉnh thoảng cũng cho đi chơi một tí, có sao đâu mà em lại nổi giận như vậy. Đúng vậy, ba nói hay lắm, tại sao lại không cho con đi chứ? Mẹ nói không được là không được. Nhưng mà không được đi. Mẹ thiệt đáng ghét. Vậy bữa sau mẹ cũng không được đi tiệm cắt tóc luôn đó. Trời ơi, cái thằng khỉ này còn dám nói như vậy hả? Mẹ uống tóc và con đi chơi chợ đêm chẳng liên quan gì hết. Đâu có gì khác đâu, cũng để tốn tiền hết thôi. Mẹ thì đáng ghét. Trời ơi, cái thằng nhóc này sao con dám nói vậy hả? Nè nè, A Đạt à, con không được nói chuyện với mẹ con như vậy, con có biết không? Tại mẹ sai mà, tại mẹ không cho con đi chứ bộ. A Đạt à, cháu như vậy là không có được. Sao có thể mắng mẹ của mình như vậy chứ? Mẹ cháu giận là đúng rồi còn gì. Nhưng mà là do mẹ cháu không cho cháu đi mà. Mẹ cháu cũng sai, mẹ hại cháu không giữ đúng lời hứa đó. A Đạt à, cháu nói như vậy là hoàn toàn không đúng. Trước khi cháu hẹn với người khác, hoàn toàn không được sự đồng ý của cha mẹ cháu trước mà. Vậy sao có thể nói là mẹ của cháu hại cháu không giữ lời hứa chứ? A Đạt à, con người không phải thánh hiền, thế là cha mẹ có khi cũng khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng những lúc này vẫn làm con cái, càng phải nên dùng cách mềm mỏng dịu dàng để cha mẹ mình hiểu mà còn sửa đổi. Tuyệt đối không nên dùng cách cãi giả tranh chấp để xử lý. Nếu không thì không những cha mẹ của mình đau lòng, giả lại mình cũng sẽ rất buồn. Người xưa đã nói rằng trăm điều thiện, hiếu là trên hết. Trong tất cả những việc tốt, việc thiện thì hiếu thuận này lại đứng hàng đầu đó. Phải biết rằng hành vi bất hiếu này là vô cùng sai trái. Ông ơi, thế nào là bất hiếu vậy?
Bất hiếu chính là ngỗ nghịch với cha mẹ, không nghe lời dạy bảo của cha mẹ, không hiếu dưỡng cha mẹ, cho đến nguyền rủa cha mẹ, hoặc là trong hành vi có hướng bạo lực. Tất cả những loại vừa kể trên sẽ khiến cho cha mẹ mình rất đau lòng và buồn khổ. Những thứ này đều là hành vi bất hiếu. Người xưa lại nói, con nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Các cháu sẽ đến ngày khôn lớn thành người, rồi cũng sẽ kết hôn, sinh con và còn làm cha làm mẹ của người ta nữa. Các cháu thử nghĩ, nếu như sau này con của các cháu, nếu như chúng không vâng lời, vậy có phải các cháu sẽ rất buồn không? Nói như vậy thì anh Đạt chính là người bất hiếu rồi, phải không ông? Hả? Có phải vậy không ông? Cháu là người bất hiếu hả? À Đạt à, lại đây, lại đây. Ông kể cho cháu nghe một câu chuyện. Trước đây có một người tên là Trương Nghĩa. Mỗi sáng ông thường thức thành kính, hướng về Bồ Tát khẩn cầu sám hối các tội lỗi đã phạm phải trong quá khứ và hiện tại. Nhưng có một hôm, Trương Nghĩa trong giấc mộng bỗng thấy mình đến âm phủ. Ngay trong lúc Trương Nghĩa không biết mình đang ở đâu thì bỗng nhiên xuất hiện một vị phán quan rất trang nghiêm. Vị phán quan này lấy ra một cuốn sách đưa cho Trương Nghĩa. Trương Nghĩa vừa nhìn thì hóa ra trong cuốn sách ghi chép rành rành tất cả những sự tích thiện ác mà ông đã làm từ trước cho đến nay. Do thường ngày tâm địa của Trương Nghĩa lương thiện và chính trực, lại là người biết sám hối những lỗi lầm mà mình đã phạm và tự mình phản tỉnh, do đó những điều ghi chép tội có liên quan đến việc ác ở trong sách cứ dần dần dạt đi hoặc biến mất. Nhưng ở đây chỉ có duy nhất mấy điều ghi chép tội lỗi về việc ác lại chẳng hề thay đổi, vẫn còn rất rõ ràng. Sau khi Trương Nghĩa xem thấy rồi thì hồi hộp hơn nữa không hiểu, bèn hỏi phán quan: những điều ghi chép không hề thay đổi kia rốt cuộc là những lỗi lầm gì vậy? Những điều ghi chép này là ghi lại tất cả hành vi và lời lẽ không phải của ông đối với cha mẹ từ trước đến nay, như những việc tranh chấp và nguyền rủa trong lời nói, hoặc là sự không cung kính trong hành vi cử chỉ. Hả? Vậy có cách nào để bù đắp không vậy? Làm điều tội lỗi mà biết sám hối đương nhiên là thiện, nhưng mà tinh thần đích thực của sám hối là phải tự mình phản tỉnh và hối lỗi sâu sắc, mà không để mình phạm những sai lầm giống như vậy nữa. Do đó cái gọi là bù đắp chính là ông cần phải cung kính hiếu thuận với cha mẹ của mình nhiều hơn nữa, và lại không được để mình tái phạm những tội lỗi bất kính như vậy. Sau khi phán quan nói xong thì Trương Nghĩa bỗng giật mình tỉnh mộng. Sau khi tỉnh giấc, thành thật sám hối phản tỉnh những lỗi lầm đã từng phạm trước đây. Và từ đó về sau, Trương Nghĩa càng dụng tâm kiểm điểm mình nhiều hơn, luôn luôn cảnh giác, luôn luôn cẩn thận, thường xuyên quan sát những lỗi lầm của mình và lập tức phản tỉnh, sửa chữa. Lại đối với cha mẹ của mình cũng rất hiếu thuận, cung kính, cẩn thận và chu đáo hơn. Dần dần Trương Nghĩa và những người trong gia đình của ông đều được vui vẻ thoải mái hơn. Thôi chết rồi, phải làm sao đây? Việc cháu mắng mẹ cháu chắc chắn sẽ bị ghi lại, có phải vậy không ông? Adaka, nếu biết sai liền sửa, hơn nữa phải nỗ lực không được tái phạm nữa. Nhớ khi về phải xin lỗi mẹ nghe chưa? Như vậy thì A Đạt sẽ không phải là người bất hiếu nữa. Nghe lời ông dạy chứ. A Đạt, xem kìa, có ai đến kìa. Kìa, là mẹ của A Đạt đó. A Đạt à? A Đạt, con ở đâu vậy? A Đạt à? A
mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa, ủa, A Đạt à, con làm sao vậy? Có chuyện gì vậy hả con? Dạ không có, không có chuyện gì đâu mẹ. À, dạ con chỉ muốn nói với mẹ là con xin lỗi mẹ. Tối hôm qua con không nên mắng mẹ là mẹ đáng ghét, xin mẹ tha lỗi cho con nha. Hả? Ai chà, mẹ cũng đã sai rồi, mẹ không nên làm dữ với con như vậy mới đúng. Vậy là mẹ bằng lòng tha lỗi cho con rồi hả? Ừ. Tốt quá, anh Đạt đã làm quà cho mẹ của anh rồi kìa. mừng quá. Hả? À Đạt à, sao bỗng nhiên con trở nên ngoan ngoãn như vậy hả? Biết nói lời xin lỗi với mẹ nữa. À dạ, dạ, chuyện này là... Dạ, là do ông Liên Dụ chỉ dạy A Đạt đó cô. À, chào ông Liên Dụ, thật rất cảm ơn sự dạy bảo của ông. Thằng nhỏ A Đạt nhà cháu, lòng dạ của nó rất tốt, nhưng mà nó chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi ông ạ. À, trẻ con thôi mà, chuyện nghịch ngợm này là không tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là khi cử chỉ hành vi cho đến quan niệm của chúng sai lầm, thì chúng ta là người lớn, phải cho chúng có cơ hội giáo dục đúng lúc. Bất kể là dạy bảo, nói rõ trên ngôn ngữ, hoặc giả là sự ràng buộc trên hành vi, để chúng có thể từ từ mà hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Như vậy thì trẻ con trong quá trình trưởng thành, tư tưởng mới có thể dần dần đoan chính, bồi dưỡng thành nhân cách hoàn chỉnh, từ đó xây dựng nên nhân sinh quan đúng đắn. Cô đã hiểu chưa? Dạ đúng vậy ông Liên Dụ à, điều ông nói thật là đúng. Sau này á, cháu cũng cần phải cố gắng học tập để biết dạy bảo con trẻ ngày càng tốt hơn mới được. Đúng vậy, mẹ cũng cần phải cố gắng học tập đó. Ây cha, cái thằng nhỏ này chỉ biết làm cho mẹ nó nổi giận thôi à. Ây da, đau quá, đau quá. Kính trọng yêu thương bạn. Cũng đều phải chăm sóc đặc biệt hết á, thiệt là phiền phức. Nếu để nó đi thì tụi mình không thể chơi thỏa thích được đâu. Đúng rồi. Không sao đâu, em sẽ rất ngoan. Em chỉ ở bên cạnh xem cá bơi cũng được rồi, sẽ không chạy lung tung đâu. Chuyện này anh không biết đâu nha. A Đạt chào mình với. Anh chào mình với. Tiểu Linh à, tụi mình ở phía trước đợi bạn đó, không được dẫn A Muội đi theo. Thôi được, nhưng mà em nhất định phải thật ngoan nghe chưa.
Dạ. À, Tiểu Linh, cảm ơn bạn nha. A Đạt, sao giỡn gì kỳ vậy hả? Đỡ nè, 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 đỡ nè. Chị Tiểu Linh, chị dắt em đi chơi với được không? À muội à, em đi tìm anh của em dắt đi chơi đi. Anh ơi. Ủa? À, à, à. À muội, em làm cái gì vậy? Em thấy không? Cũng tại em hết, làm cho con ếch sợ chạy mất rồi kìa. Các cháu đã biết việc sai trái của mình chưa? À, dạ thưa ông, tụi cháu biết rồi. Cũng may là gặp được bác A Thổ, nếu không thì A Muội có thể sẽ không về được nữa. A Muội à, trẻ con một mình đi đến sườn núi, kết quả là đã gặp phải một con lợn rừng đó. Và kết quả A Muội sợ hết hồn bỏ chạy. Sau đó thì A Muội bị té từ sườn núi xuống, và cuối cùng là rơi tõm xuống khe suối lớn ở dưới chân núi. A Muội tuổi còn nhỏ, dáng người cũng nhỏ, không cách nào có thể leo lên để thoát ra khỏi. Kết quả là bị giam ở trong đó. Cũng may mà gặp được bác A Thổ đang lên núi hái thuốc, vừa nghe thấy tiếng khóc của A Muội liền đến cứu A Muội ra khỏi chỗ đó. Nếu không thì A Muội có thể sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm rồi. Nè bác A Thổ à, thật là cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không thì
thật không biết phải làm như thế nào đây. Ai chà, chuyện này đâu có gì đâu, đây là việc cần phải làm mà. A muội à, anh xin lỗi, cũng tại anh không tốt, anh không nên để em đi một mình mà không trông nom, tại anh ham chơi quá. Là do chị không tốt, cũng tại chị không trông nom A muội cẩn thận. Tụi mình cũng có sai nữa, chị biết ham chơi thôi à. Xin lỗi nha. Lại đây. Ông kể một câu chuyện cho các cháu nghe. Trước đây, vào đời nhà Tống, có một vị tể tướng tên là Tư Mã Quang. Lúc ông ấy còn nhỏ, tình cảm giữa hai anh em của ông rất tốt. Anh của Tư Mã Quang rất chăm nom và yêu quý em của mình. Hai anh em, anh thì thương em thì kính trọng anh, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà ngày tháng cũng dần trôi qua, Tư Mã Quang cũng từ từ khôn lớn thành người và còn làm quan đến chức tể tướng. Nhưng giữa hai anh em vẫn rất mực hòa thuận, hơn nữa còn chăm sóc lẫn nhau. Bất kể là anh em ruột hoặc là anh em bạn với nhau cũng đều phải như vậy. Nhưng khi về già, Tư Mã Quang đã hơn 70 tuổi, và anh trai của Tư Mã Quang tuổi cũng đã 80 mấy rồi. Nhưng anh của Tư Mã Quang do tuổi già sức yếu nên thường hay bệnh tật, dần dần hoạt động cũng không được thuận tiện nữa. Nhưng Tư Mã Quang bổn phận làm em, bèn phụng sự chăm nom xem anh của mình như cha còn sống vậy. Thật là giống như cái mà người ta thường nói là thương yêu kính trọng. A Văn à, A muội là em của cháu, nên cháu cần phải cố gắng chăm nom cho em của mình, yêu quý em mình nhiều hơn. Ông ơi, cháu biết lỗi rồi, sau này cháu sẽ chăm nom A muội cẩn thận hơn. Tuy là nói A muội là em của A Văn, nhưng mà A muội còn nhỏ tuổi thì cũng giống như em của chính các cháu vậy. Còn A muội nữa, cũng phải xem các anh chị như là anh chị em của mình. Do đó, các cháu càng phải nên quan tâm, chăm sóc lẫn nhau mới đúng, nghe chưa? Làm sao có thể nói là vì sợ phiền phức cho nên không chơi với em, hoặc chả là mặc kệ nó chứ? Tốt, biết sai liền sửa là tốt rồi. Ăn. Được rồi. Coi mình nè. Anh Đạt, anh làm gì vậy? Đi thôi, xe lửa tới rồi. Xe lửa tới rồi. Dương, xe lửa tới rồi. Dương quá. Xe lửa tới rồi, xe lửa tới rồi. Chỉ đạo đạo sư Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư, giám chế Học hội Tịnh Tông Phương Liêu, cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.